Nếu bạn là người mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh, 7 lời khuyên sau đây sẽ giúp bạn nâng cao được trình độ nhiếp ảnh của mình. Đầu tiên, hãy chăm sóc thật tốt cho thiết bị của bạn. Chất lượng hình ảnh phụ được rất nhiều vào các thiết bị mà bạn đang sử dụng. Vì vậy, bạn cần chăm sóc và bảo quản thiết bị để tránh bị bụi, mốc, rễ tre làm cho chất lượng ảnh kém đi, thậm chí có thể dẫn đến hỏng thiết bị của bạn. Thứ hai, tự làm quen với cảnh. Các nhiếp ảnh gia phải mất ít nhất 5 phút để ngắm nghía và làm quen với cảnh, chứ không đơn giản là chụp ngay sau khi đến địa điểm đó. Vì vậy, kinh nghiệm mình dành cho bạn là hãy đi bộ xung quanh địa điểm mình chụp, khám phá những góc chụp đẹp nhất trước khi đưa ra quyết định chụp. Thứ ba, phá vỡ những quy tắc về bố cục ảnh. Học về những quy tắc cơ bản của nhiếp ảnh là một điều tối cần thiết để vượt qua khỏi ranh giới của những người bắt đầu cầm máy. Nhưng nhiếp ảnh là một loại hình sáng tạo nghệ thuật và đừng để các quy tắc đó giới hạn khả năng sáng tạo của bạn. Đôi khi phá luật một chút lại có thể làm nên một bức ảnh đẹp và trông chuyên nghiệp hơn. Thứ tư, di chuyển liên tục. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thường nhấn mạnh chất lượng hơn số lượng ảnh, nên hãy di chuyển thật nhiều, ngắm thật kỹ, thả hồn vào khung cảnh để tìm được những góc chụp hợp lý và đẹp nhất. Thứ năm, nhận biết chủ đề chụp. Các nhiếp ảnh gia cho rằng họ sẽ có được những hình ảnh tốt nhất nếu xác định rõ chủ đề trước khi chụp, để mỗi bức ảnh đều mang tính nghệ thuật cao và giúp người xem nhanh chóng hiểu được nội dung cũng như thông điệp của bức ảnh đó mang lại. Thứ sáu, kiểm tra khung ảnh trước khi chụp. Bạn nên ngắm thật kỹ, kiểm tra các góc ảnh và mọi thứ xuất hiện trong bức ảnh. Có thể mất thêm một vài giây để bạn căn chỉnh, nhưng điều này rất quan trọng để bạn có được một bức ảnh đẹp, thuận mắt người nhìn mà không tốn công hậu kỳ. Thứ bảy, tìm nguồn sáng tốt. Ánh sáng cũng như hướng chiếu sáng là điều kiện rất quan trọng để chụp ảnh. Có thể bạn sẽ mất công di chuyển hay thay đổi góc chụp sao cho ánh sáng phù hợp. Ngoài ra, ánh sáng của từng thể loại chụp là khác nhau nên bạn cần tìm nguồn sáng thích hợp nhất. Ví dụ như ánh sáng thích hợp nhất cho ảnh chân dung là ánh sáng dịu, ánh sáng phân tán như ngày không có nắng, hoặc ánh đèn chiếu gián tiếp qua một xô bóc hoặc dù. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn chụp ảnh chuyên nghiệp hơn. Bạn có thể xem thêm thông tin về khóa học nhiếp ảnh tại website youcannow.vn. Cảm ơn các bạn.